Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ cầm con Tenet nha bạn, AD nha. Mình đang đi ra đấu hạng nha các bạn. Chọn tóc chạy gì vậy? Vào game thôi. Con nát này dễ quýnh lắm nè các bạn. Mình sẽ lên đồ đánh bay trụ đội bạn. À, bọn mình hay có hai người đánh chung. Béo bụng bự Lê Hồng Quân Slim Diêu đi gần. Welcome to Arena of Dust. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Trước các bạn. Rồi bỏ đi cúp gừng. The cosmic winds guide me. Nó thiệt lắm mà. Superman. Đi về em, đúng rồi, ăn máu đi. Một em. Hay lắm. Em ơi. Chạy. Không ổn đây ơi. Về đi bộ. Không được, không ổn. Về. Biến về. Ôi, sao đi chết rồi. Tem người ta là sao? Không hiểu không? The cosmic winds guide me. Thầy má quản ăn là sao? An enemy has been defeated. À, ý là nó ăn máu. Là. Might is right. Starfall.
chơi chơi chửi bạn. Gì vô kìa. Móc nó vô hay lắm. You have defeated an enemy. Giờ nó vô. All an ally has been defeated. I've got a treatment. An enemy has been defeated. Anh em bảo. I've got all the time in the world. Rally. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Bloodbath. Yeah. Lên thánh kiếm nha các bạn. 3-0 rồi. Retreat. Đâu có được. Retreat. Làm gì đâu có được. Không chịu. Xin cái chủ ấy đi. Nó đau uống con mà sợ ăn con hả? Mày hả bộ. Nhiều thế, nhiều thế. An ally
has been defeated. Ultimate. Enemy double kill. Chốt. Tôi bạn 15 mạng. Top bạn. 72. Hay lắm. Sao dễ thắng vậy? Các bạn video sau nha. Bye bye.